Sáng nay ngày 5 tháng 4, với 100% số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã bầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước, kế nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người đã được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ này hôm 2 tháng 4. Sau khi Quốc hội công bố kết quả và biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên thệ. Đây là lần thứ 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ trước Quốc hội, hai lần trước ông tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng. Ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức, tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu tân Thủ tướng Chính phủ. Người được giới thiệu vào cương vị này là ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Chiều nay ngày 5 tháng 4, tân Thủ tướng sẽ tuyên thệ nhậm chức sau khi Quốc hội bỏ phiếu kín thông qua nghị quyết về việc này. Ông Phạm Minh Chính sinh năm 1958 tại Thanh Hóa. Ông khởi đầu sự nghiệp từ ngành công an, sau đó ông học tập công tác cả trong và ngoài nước. Ông có học vị tiến sĩ và học hàm phó giáo sư. Ông Phạm Minh Chính đã kinh qua các chức vụ như Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Romania, chuyên viên cấp cao Văn phòng Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Sau đại hội lần thứ 12 của Đảng, ông Phạm Minh Chính là Ủy viên Trung ương, được bầu vào Bộ Chính trị và được phân công làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Hiện ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về plo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.